Thưa quý sư, trong khóa tu hôm nay có người bạn của con trong tình trạng bệnh hiểm nghèo nặng, sống chết nay mai. Thật hoan hỷ khi cô có thể tham gia khóa tu này. Mong sư giảng một bài pháp để hướng dẫn cô nên làm gì cho những ngày để may mắn thì có thể hết bệnh, nếu không thì cũng chuẩn bị tốt cho kiếp sống sau. Quý vị nói là bệnh hiểm nghèo nặng, sống chết nay mai, mà mong sư giảng một bài pháp để hướng dẫn cô làm gì để may mắn thì có thể hết bệnh. Cái này chắc quả mai là có gọi là tiên dược, chứ còn bây giờ quý vị đòi hỏi thì nó cũng bị giống như là cải tử hoàn sinh đó, thì nó cũng kẹt quá. Xin thưa với quý vị, Phật giáo không phải là một tôn giáo chữa bệnh theo cái nghĩa đen, tức là không phải là cái kiểu mà quý vị bệnh hiểm nghèo rồi quý vị quy y với Đức Phật thì như vậy cái bệnh hiểm nghèo của quý vị là nó hết, hoặc là bị các cái tật bệnh khác cũng tương đương như vậy. Bởi vì cái căn bệnh lớn nhất của chúng sanh là sự luân hồi sanh tử. Bởi vì khi chúng ta luân hồi sanh tử thì chúng ta còn đối diện với các căn bệnh. Khi mà chúng ta còn luân hồi sanh tử thì chúng ta còn tiếp tục tạo các ác nghiệp. Mà trong các ác nghiệp đó thì có rất nhiều nghiệp đưa chúng ta đi đến sự bệnh tật. Phật giáo không phải là để cho mình trốn tránh cái căn bệnh, mà để cho mình thấy rõ cái nguyên nhân mà tấm thân này có bệnh, và làm sao để vĩnh viễn không còn có bệnh nữa, chứ không phải là như cái kiểu là khám chữa bệnh thông thường. Chúng ta cần phải ý thức rõ điều đó, chứ nếu không thì quý vị sẽ đòi hỏi là các sư phải chữa bệnh thế này thế kia, rồi tới hồi bệnh chữa không hết thì sao. Bởi vì đó không phải là cái Đức Phật dạy. Nhớ, Đức Phật không dạy vị tỷ kheo chữa bệnh theo đúng nghĩa đen, không dạy chúng ta hết bệnh theo đúng nghĩa đen, mà bệnh thuộc về thân, mà dạy chúng ta không sợ bệnh, dạy chúng ta biết được nguyên nhân của việc bị bệnh, dạy chúng ta cách để chấm dứt vĩnh viễn không còn bệnh nữa. Nhớ điều đó, đây là sự khác biệt giữa đạo Phật và bệnh viện. Nhớ, đạo Phật không dạy chúng ta chữa bệnh, mà dạy chúng ta đối mặt với căn bệnh, dạy chúng ta không sợ cái căn bệnh. Bằng cách nào? Bằng cách tu tập. Có rất nhiều phương pháp để tu tập. Trong đó ở Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói có những người như sau thì không sợ đối diện với cái chết. Thứ nhất là người nỗ lực bố thí nhiều thì họ không sợ đối diện với cái chết. Thứ hai là một người có giới thì họ cũng không sợ đối diện với cái chết. Thứ ba là một người có định thì họ cũng không sợ đối diện với cái chết.
Thứ tư là một người chuyên tâm thực hành tuệ quán thì người đó cũng không sợ đối diện với cái chết. Tức là khi chúng ta có tạo phước hoặc khi chúng ta có tu tập thì chúng ta không sợ đối diện với cái chết. Và phương pháp ở đây sư hướng dẫn quý vị đó chính là phương pháp theo dõi hơi thở. Khi chúng ta theo dõi hơi thở, dù cho căn bệnh nó có tấn công chúng ta, chúng ta vẫn chánh niệm, tham nhẫn và theo dõi hơi thở. Lúc bây giờ cái thân này nó đã đến kỳ, đến lúc nó phải thay thế rồi. Cái sự thay thế đó không bao giờ là chuyện đơn giản. Nó sẽ phải đau đớn, nó sẽ phải quằn quại. Hãy kham nhẫn điều đó, hãy tập trung vào hơi thở. Bởi vì bây giờ chỉ có hơi thở là nơi để mình nương nhờ. Còn tất cả những tài sản, tất cả những thân bằng quyến thuộc, tất cả những cái mà xưa giờ chúng ta nương tựa thế gian, đó đều là cái phải bỏ đi. Khi mà chúng ta buông được và chúng ta nỗ lực thực hành đúng theo chánh pháp thì khi đó chúng ta sẽ không có sợ đối với sự bệnh và sự chết. Như trong chú giải bài kinh Tứ Niệm Xứ có nhắc đến một vị trưởng lão bị bệnh mà cái ruột ấy, nó lồi ra ngoài, thì vị trưởng lão rất là đau đớn. Một vị sư trẻ mới hỏi: này sư huynh đau ở đâu? Thì vị trưởng lão nói: này hiền đệ, ở đây không có cái gọi là cơn đau, mà chỉ có sắc thân làm đối tượng mà thọ sanh khởi do duyên của xúc. Thì cái này á, những ai thực hành quán thọ trên thọ thì sẽ hiểu câu sư vừa nói. Còn những ai chưa thì quý vị chỉ cần hiểu là vị trưởng lão đang trả lời đó là vị đó đang gìn giữ chánh niệm để quan sát thực hành tứ niệm xứ. Thì vị sư trẻ hỏi là vị trưởng lão đã thực hành kham nhẫn, đã chịu đựng cơn đau từ lúc nó mới bắt đầu hay sao? Thì vị trưởng lão khi mà cơn đau làm cho ruột phải lồi ra ngoài, vị trưởng lão mới nói với vị sư trẻ là: này sư đệ, đó sư có thấy hay không? Đây, hãy kham nhẫn. Kham nhẫn là pháp tối thượng này sư đệ. Và vị trưởng lão dùng cái cơn đau đó để quan sát và tiếp tục thực hành tứ niệm xứ. Và cuối cùng vị trưởng lão chứng đắc đạo quả ngay trước khi thân hoại mệnh chung. Cho nên là cái căn bệnh, điều quan trọng là chúng ta có được cái chánh kiến, có được đủ niềm tin, có được đủ sự tinh tấn để thực hành theo đúng giáo pháp hay là không, hay là chúng ta bị sự đe dọa bởi cái bệnh, sự đe dọa bởi cái chết, rồi chúng ta đi theo đường lối tà kiến, chúng ta thực hành những phương pháp tà kiến, rồi chúng ta tiếp tục luân hồi sanh tử mà đa phần là đọa chứ không phải là đi lên.